tấm bên này nha mọi người. Tấm này là tấm A1, tấm bìa A2. Tấm này là tấm bìa thứ hai nhá, sau khi mà cắt cái lớp vỏ đi này mọi người. Cưa cái lớp vỏ, tấm này là tấm mặt cắt thứ hai này. Đấy các bác, toàn bộ những cái tấm ở đây thì vắt nhau này. Trăm này mấy người xem.
Cái số này nó tự chạy sang đấy mà. Thank you.
tấm này là tấm đây bác, tấm đăng khẩu bảy như của bác. Bác hoàn thiện và bác ship cho bác một này. Bác nào mà quan tâm thì là chốt em mở hàng cho các bác luôn. Gỗ lim giá sao? Gỗ lim thì tùy theo bác lấy kích thước bao nhiêu được bác ạ? 800 các bác lên xem nhá. Qua ok, bác chia sẻ cho em một lúc chia sẻ cho bác nhé. Đồng anh em xem giao lưu nói chuyện cho nó vui. Một này thì đang báo cáo với bác là 70 củ em bao ship. Đấy. Mặt là không tỉ vết coi nhá. Hơi nguy hiểm một tí anh em ạ, cái này nó mà rớt xuống mặt khác thì cũng là hỏi với em. Vân cứ gọi như là cái đủ năm cây này nào cũng đẹp cả, cái mặt nào có một vết lỗi gì hết, bớt được bao nhiêu. Tấm này giao lưu livestream là không bớt ạ. Tấm này giá này giao lưu livestream là không bớt được rồi. Vì tấm này mặt to và nó đang là rộng hơn mặt bé, mặt bé này là chốt vuông. Quá tuyệt vời, ôi gỗ đẹp hai mặt các bác ạ. Đấy, anh em nhìn cho em cái đầu gỗ này, không tì vết nhá. Anh em mình nhờ em. Rất là nhiều những tấm bàn ăn, ví dụ cái tấm ngoài bìa này các bác này, những cái tấm nhỏ nhỏ ngoài bìa này rộng 90, 1m, 1m2, 1m3 thì là làm những tấm bàn ăn. Ở đâu anh? Địa chỉ của em là ở Gia Lai các bác. Các bác cứ về Gia Lai.
tâm đối ổn định rồi. Hai mét hai. Bác nha, bác Tạ đúng rồi, em bao ship toàn quốc cho các bác luôn, à, tận Mù Căng Chải em vẫn ship được. Mù Căng Chải là Mũi Cà Mau và Địa Đầu Móng Cái là em vẫn bao ship. Thank you.
từ quay Thank you.
Thank you.
bao nhiêu? 3 mét. Rất là đẹp nha, rất là đẹp luôn đây. Tấm này rộng 1m80 x 2m x 3m x 5m, khoảng